nhưng con cháu chú thấy đau không? Hả? Hả? Chú thấy đau không? Con người mà đâu phải con vật. Không, bố cho con lại. Chú bỏ túi đi. Không, con nhận lại. Chú bỏ túi đi.
cưới vô. Dạ không, tối nay là con nhận tấm lòng của bố thôi chứ con không có nhận tiền. Đúng rồi. Rồi chú cứ cắt tiền đi. Dạ không, con không nhận. Con chỉ nhận tấm lòng của bố là bố con thì con đi nhận thôi. Mình ba thương xót, mình ba còn đem lại cho này cái bộ đấy là người ta dạ không cái này là con chỉ nhận tấm lòng của bố thôi. Bố người ta động lòng hết rồi, người ta động lòng người ta luôn. Chạy thôi, chạy thoát đèn này lấy đi anh cùng nhau con cái đó. Dạ không, con nhận tấm lòng của bố thôi chứ con không nhận tiền. Thì nói mua con cái thì cảm thấy là ở đây nghèo thiệt nhưng mà cái miếng ăn hoặc là cái gì đó ta lo lắng cho con có thể cũng dòm nó được, cũng lo cho con được, chứ không phải như bác mà sát một bên mà nhà cửa mà con cái đánh tới răng cò như gì mà bác vô tâm bác không thấy. Đợi chừng nào mà chết người là mới có gì. Ý bác là đợi chừng nào chết là phải có nhà là hai ba cây số á, một cây số á, gì đó mình không nói. Cái này chắc chắn đi về bốn mươi chắc mà hai ba cái nhà. Lỗi phải thì ở đây người ta không có bắt lỗi nhưng mà anh nói cái tiếng nói là anh không biết gì vậy chứ con cạo đầu là lý do sao anh phải hỏi tại sao mày cạo đầu. Xin lỗi bà, và nói xong tôi nói không lẽ mà nó bị cạo đầu mà anh không thấy, anh không biết. Không có nhưng mà nó cạo đầu anh phải thấy chứ. Nó cạo đầu anh phải thấy chứ. Bây giờ giả sử như nó quánh đi, giả sử như bây giờ là mình không nói luôn bây giờ. Sao dám nói người ta đi về cái gì bây giờ thì nó quay đến đây làm sao dám nói. Xin lỗi chú nghe không, chị Giao nói là anh Lâm kề Giao trong cổ chị Giao ra thôi bây giờ không có nói chuyện gì hết. Nói về mẹ ổng bây giờ mẹ ổng sắp xếp cho Giao điều phải Giao con nhỏ ra cho con Giao con về đây thôi. Cái chiêu đó là tốt rồi, không cần tiền bạc. Chú điều phải sắp xếp Giao nó đi về ngoại công an triệu tập nó, nó đi về ngoại chú bồng đứa bé con Giao cho Giao về đây nó nuôi để cho mẹ con được về đây nuôi Giao với lại. Chú như đó là chú tốt, đủ tốt rồi. Chú khỏi làm cái gì, chú khỏi nói cái chuyện gì nữa hết trơn. Ở tại đây ở với cháu thôi mà dám nói con quan là con quan chỗ nào? Đây quan chỗ nào? Nói với mọi người nghe đây, cô không phải là gia đình. Cô là chỉ là cũng như là mạnh thường quân đó. Người ta thấy người ta còn bức xúc, người ta còn đến đây để người ta còn nói như vậy. Nó còn bác nữa thì bác là người trong gia đình bác nghĩ như thế nào? Em gái, bây giờ nói chung là gia đình và những người thân cho ai xin phép nói một lời như thế này. Với chú đây nói chung là buổi sáng tới giờ thì chú đến đây thì chú cũng có một cái biết điều của người lớn thì gia đình ở đây nói chung là bức xúc là vẫn có nhưng mà chú cũng đã thấy cái lời bức xúc và những cái việc bức xúc của gia đình đối với chú thì không có gọi là quá đáng. Nếu mà nói đúng ra ha, mà gia đình người khác đó, ai xin cũng xin nói thẳng với chú như thế này, gia đình của người khác mà chú và người thân đến đây thì sáng giờ sẽ có chuyện. Nhưng mà đối với gia đình của em Giao và người thân của em Giao đây, đối với chú thì cũng rất là khổ nạn rồi. Thì bây giờ cũng ai xin cũng xin nói với gia đình như thế này, thì đã giờ những cái gì mà bức xúc từ mấy năm nay hôm nay thì các bà con và gia đình không có để nói là đôi tên lời thì ngày hôm nay ba của Luân ở đây đến đây thì ít nhiều thì gia đình cũng có nói nên lời rồi thì cái việc bức xúc của gia đình thì cũng ngơi đi một phần nào rồi. Bây giờ còn cái điều mà phải đợi chính quyền địa phương ra cái quyết định cuối cùng về cái hành vi của Luân này thì bà con mới hạ lòng. Giờ chú cho con hỏi nè, giống như là bây giờ là anh Lưng ảnh có nhận sai cái lỗi sai của ảnh chưa? Đó. Là anh có nhận sai chưa? Em để anh nói xong đi, em nói. Bây giờ chú nè. Sai đó bộ xin lỗi gia đình bố mẹ và họ hàng và anh. Chú bây giờ là chú báo các anh làm việc. Chú có nói bên kia đi. Bây giờ chú đấy. Nói đi. Em ơi chú ơi, em hỏi sao anh đang nói chuyện mà sao em nói vô vậy? Bây giờ nói với chú nè. Gia đình thì nói chung là cũng đã
có những cái lời nói với chú thì nói chung là cái sự bức xúc của gia đình thì nó cũng rơi đi một phần nào rồi. Thì bây giờ ai xin cũng xin phép gia đình với chú đây. Thì bây giờ chú đã đến đây rồi, thì nãy giờ chú cũng đã nghe hết rồi. Thì bây giờ cái điều mà chú là đi về chú nên làm đó là chú phải điêu lưng, phải đi ra nơi chính quyền địa phương nhận hết cái tội và hết cái gì mà mình làm trước đây nha. Thì chú điêu lưng được rồi, để anh xin nói chứ sao mà cứ để quan tâm hoài đó. Thì chú về chú điêu lưng ra chính quyền địa phương sẽ nhận hết cái tội mình làm từ trước đến nay nha, phải nhận hết để cho cơ quan đó là có một cái gì để cho nó nhẹ nhẹ một tí ha. Thì thôi bây giờ chú sắp xếp, thì chú đã thăm gia đình rồi, chú sắp xếp rồi chú về. Nếu chú ở đây thì nói chung là gia đình thì đôi khi thì cũng có lời bức xúc quá, nói quá thì nói tới nó đuôi thì cũng như vậy thôi, cũng tội cho chú ha. Rồi xin có lời như vậy thì anh em có chừng nào xin nói hết cho xin nói một câu nha. Anh nói đi chú à con cháu cụ cháu con thì đã như con cháu chú thấy đau không hả chú thấy đau không con người mà đâu phải con vật nói dân cả con không tỉnh lắm rồi chị à, không có em có thấy chưa đâu phải không mà dượng nói đúng không ai lấy cái sự công bằng lại cho con cháu thôi. Đúng rồi không? Còn cưng nội nó nghe, còn cái gì bức xúc thì cưng trả lời. Thì đó, em bức xúc em mới nói đó. Con cháu của em như vậy đó, đóng gì giấy tờ con cháu không sao. Chút rồi nói, chút rồi nói, quay đi chút. Nhưng mà cái vấn đề em nói anh nghe nè. Quan trọng lắm, sau này còn nuôi con gái hết đời rồi sẽ được đi. Báo cáo, gia đình và ai cũng em làm được thôi. Thế còn cái đi nếu mà cái đau đó là con đây đây là con cũng đây nước mà em mà nếu mà không nước bỏ bây giờ con phải đưa về thì cái gì con quyết định bộ không quyết định được quyết định tiền vợ chồng của con quyết định của con nghĩa con cái thì sau này nó đi nặng mấy mua thế thôi, thôi thì nói thế thôi. Khi nãy thì con cũng có xin phép bố rồi là con cũng đã nhận được lời chuyện tặng rồi đó rồi. Bây giờ là con đi ra rồi đó, thì con cũng chỉ là xin phép bố mẹ cho con đón bé về đây sống trong tòa nhà. Đó, với lại là con đi ra đó là để giải quyết cái lời điểm gì của con, thì con là người con, thì chồng con. Đó, với lại con cũng xin phép bố là cho con được phép ly hôn với lại chồng con. Con nhà sống trong tòa nhà. Xin lỗi gia đình với anh chị em làm việc với bố mẹ không thể đảm bảo lâu dài được hết đời. Vợ chồng con cái đảm bảo nhau. Nếu như mà vợ chồng sống hạnh phúc á, thì có thể là đảm bảo được cái cuộc sống lâu dài. Mà đường này á, với cái sự bạo hành như vậy thì chú bảo là những cái cuộc sống lâu dài thì lâu dài như thế nào? Thì em nó phải sửa chữa thì nào? Ông sửa nào? Ông sửa nhất hơn là sửa nào? Ông có nhà sửa được? Hai vợ bảy đứa con rồi, con vợ thứ ba mà còn hành hạ, nếu mà sửa sửa đường nào? Hai vợ bảy con, người ta làm đỡ thêm cái vợ thứ ba nữa. Hai vợ bảy con, người ta làm đỡ thêm cái vợ thứ ba nữa. Và anh nhé, sửa là sửa làm sao? Hai con kia chạy hết rồi. Tôi xin phép tôi về, bố con tôi về. Thì tôi cảm ơn gia đình và anh em làm việc và xin phép ở đây. Thì còn con cứ biết là như thế nào cho nó phải. Và với con cái, con không có sau này gặp con miếng lợi con ạ. Con làm mà cha cho nó vô đây rồi. Trước khi chú về cho ai xin em giao đi ra ngoài ngoại để làm ở công
tác phục vụ cho bên để mời anh em cứ về nhà rồi chú đẩy như con nói à, thứ nhất là như vậy, thứ hai là đến gặp gia đình để đưa cháu nội đi về bên ngoài để sinh sống thì sự an toàn của cháu và anh em ở đây chú bảo đảm nha. Tôi đảm bảo đúng dạ. Lỗi tôi không? Đó là cái lời lịch sử ở đây. Tôi trước tôi là người ông người nối đảm bảo cho gia đình.